Hi everyone! We bring to you Elephant, the leader, with Vietnamese narration. Con voi thủ lĩnh. Câu chuyện trước khi đi ngủ ba. Once upon a time, in a land far, far away, the animals were led by a leader who lived in a hollow tree. Ngày xưa ngày xưa ở một vùng đất xa xôi, các loài động vật được dẫn dắt bởi một thủ lĩnh sống trong một cái cây rỗng. Every time the came to the, tree, the leader came out to hear the comments, stories or complaints. Mỗi khi các con vật đến gốc cây, người lãnh đạo lại ra ngoài để nghe những câu chuyện hay lời phàn nàn của con vật. One day the animals came to the tree but the leader did not come out to greet them. Một ngày nọ, các con vật đến cái cây nhưng con đầu đàn không ra đón chúng. The animals waited and waited for a long time but again the leader did not come out. Các con vật đợi rất lâu nhưng một lần nữa con đầu đàn không ra. The leopards said, "Let us leopards dance around the tree to get the leader to come out." So the leopards danced around the tree, but the leader never came out. Báo hoa mai nói, "Hãy để chúng tôi nhảy quanh cây để bắt con đầu đàn ra ngoài." Vì vậy, những con báo nhảy quanh cây, nhưng con đầu đàn không bao giờ ra ngoài. Then The kangaroos said, "Let us kangaroos dance around the tree to get the leader to come out." So, the kangaroos danced around the tree, but the leader did not come out. Sau đó, những con kangaroo nói, "Hãy để chúng tôi những con kangaroo nhảy quanh cây để bắt con đầu đàn đi ra." Vì vậy, những con kangaroo nhảy quanh cây, nhưng con đầu đàn không ra. Then the hyenas said, "Let us hyenas dance around the tree to get the leader to come out." So, the hyenas danced around the tree, but again, the leader did not come out. sau đó đàn linh cầu nói hãy để đàn linh cầu chúng tôi nhảy quanh cái cây để bắt con đầu đàn đi ra thế là đàn linh cầu nhảy quanh cây nhưng con đầu đàn không ra ngoài cuối cùng các con vật tập hợp lại với nhau và nói chúng ta phải chọn một thủ lĩnh mới the animals. decided to wait for 3 days in order to talk among themselves before voting for a new leader. The bear and the panther knew that the elephant probably would win the leadership position, so they said, "Let us kill The elephant. Con gấu và con báo biết rằng con voi có thể sẽ giành được vị trí lãnh đạo nên chúng nói ta hãy giết con voi. The elephant found out about the scheme of the bear and the panther. So, the elephant first fought the bear, using his powerful legs and feet. The elephant stomped down the bear's head and the bear lost. Con voi phát hiện ra âm mưu của gấu và báo. Vì vậy, con voi đầu tiên chiến đấu với con gấu. Sử dụng đôi chân và bàn chân mạnh mẽ của mình, con voi đã dẫm lên đầu con gấu. Và con gấu đã thua. Then the elephant fought the panther, using his powerful legs and feet, the elephant stomped on the panther's head, and the panther lost rồi voi chiến đấu với báo dùng đôi chân khỏe của mình voi dẫm bao báo After beating the bear and the panther, the elephant decided to try and win the hearts and minds of the other animals because the elephant believed that a leader should know how to lead with his heart, not just with his muscles. Sau khi đánh bại con gấu và con báo, con voi quyết định cố gắng giành lấy trái tim và khối óc của những con vật khác vì con voi tin rằng một nhà lãnh đạo nên biết cách lãnh đạo bằng trái tim chứ khôn. So, the elephant asked the monkey and the fox Will you let me be your leader? The monkey and the fox said, "Yes, elephant." Vì vậy, con voi hỏi khỉ và cáo, "Bạn sẽ để tôi làm thủ lĩnh của bạn chứ?" Khỉ và cáo nói, "Vâng, voi." Then the elephant asked the, the zebra, the squirrel, the crocodile and the deer, "Will you let me be your leader?" They all said, "Yes, elephant." sau đó voi hỏi ngựa vằn sóc cá sấu và hươu bạn có thể để tôi làm thủ lĩnh của bạn không tất cả đều nói có ạ voi then the elephant went to the leopard the monkey and the lemur and asked will you let me be your leader and one by one all three said yes elephant each made a big sign to support the elephant The sand, uh, the sand said, Yes, elephant, we love you. Sau đó, con voi đi đến chỗ con báo con khỉ và con vượn cáo và hỏi, Bạn có thể để tôi làm thủ lĩnh của bạn không? Và từng người một cả ba nói, Có voi, mỗi người làm một dấu hiệu lớn để ủng hộ con voi. In the end, the elephant won the hearts and minds of the animals and became their leader. The elephant moved into the hollow tree and the other animals came to visit him and danced around the elephant's new house. Cuối cùng, con voi đã chiếm được trái tim và khối óc của các loài động vật và trở thành thủ lĩnh của chúng. Con voi di chuyển vào hốc cây. Và những con vật khác đến thăm nó và nhảy múa xung quanh ngô. The animals created a golden sculpture To honor their new leader, the elephant and the animals and its leader, elephant lived happily ever after in the land of the, animals. the end. các loài động vật đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc bằng vàng để tôn vinh thủ lĩnh mới của chúng là voi và các loài động vật cùng với thủ lĩnh của nó là voi đã sống hạnh phúc mãi mãi ở vùng đất của c Okay. Hey. Thank you very much everyone. Please help us to create more fun videos like this by subscribing. Thank you very much. Hãy giúp chúng tôi tạo ra nhiều video thú vị hơn như thế này bằng cách đăng ký kênh YouTube của chúng tôi. Hãy tìm nút đăng ký.